Ok, xin chào bạn nhé. Cầu kèo là một cái gì đó cực kỳ quan trọng ở trong những cái bộ môn tài xỉu. Thế nên là trong cái video này mình sẽ chia sẻ về cầu kèo. Và mình sẽ nhấn mạnh một cái nội dung, đó chính là những cái dạng cầu bạn cần phải né. Các bạn nhé, lưu ý này, những cái dạng cầu bạn cần phải né khi mà chơi tài xỉu online. Nói chung là tài xỉu của con game nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ tập trung giới thiệu cho bạn về tài xỉu bàn xanh của con 68 game bài. Những cái dạng cầu bọn cần phải né là những dạng cầu gì? Dạng cầu A thì những người nào cần phải né? Dạng cầu B thì những người như thế nào cần phải né? Áp dụng phương pháp ra làm sao? Nói chung là mình sẽ chia sẻ chi tiết nhất để các bạn có thể hiểu và bạn có thể kiếm lãi từ những cái tựa game như này. Những cái tựa game như này ấy, thì mình hoàn toàn thì kiếm lãi được các bạn nhá. Kiếm lãi từ tài xỉu nó là một cái việc gì đó nó gọi là cực kỳ là đơn giản nếu như bạn biết cách. Và nếu như bạn không biết cách thì nó cũng như là khi bạn đầu tư một cái gì đó thôi nha. Đầu tư mà không kiến thức thì nó như là gì? Như là đánh bạc. Nhưng mà khi bạn mà chơi tài xỉu mà có kiến thức thì nó lại khác các bạn ạ. Kiếm tiền nó cực kỳ là dễ. Đối với cái bộ môn tài xỉu này các bạn nhá, so với lại gì? So với đầu tư chứng khoán, bất động sản hay là những cái lĩnh vực khác ở ngoài kia thì có thể là gì? Về chứng khoán đi chẳng hạn thì cái số tiền nó vẫn được tạo ra các bạn nhá. Nó được tạo ra, nhưng ở tài xỉu online này thì tiền nó chỉ chuyển từ túi thằng thua sang túi thằng thắng thôi các bạn nhé. Ví dụ hai ông chơi thì đương nhiên là gì, sẽ có một ông thua và một ông thắng, thì các bạn thắng thì sẽ thằng kia nó sẽ thua đấy. Còn thằng nhà cái thì mặc định nó không bao giờ nó thua rồi, bởi vì các bạn đánh 10 thì bạn chỉ ăn được 9,5 thôi đấy. Thế nên là gì, các bạn chỉ thắng được là lấy tiền từ túi thằng bị thua. Thế là mình phải làm sao mà mình không bị thua các bạn nhé. Mình phải làm sao để mình không bị thua đấy. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Thì bạn phải là gì, phải áp dụng những cái gọi là kiến thức, những cái gọi là kinh nghiệm vào để mình có thể kiếm lãi thôi. Đây thì hiện tại đang đi cầu 3 nhá. Rồi bây giờ mình vẫn tiếp tục vào xỉu. Ta này mình sẽ vào 3M. Đấy thì cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái dạng cầu cần phải né. Đấy, những dạng cầu như nào mà cần phải lấy ở trong cái bộ môn gọi là tài xỉu bàn xanh con 68 cái bài này. Thì trước tiên là mình sẽ vào mình kiếm lãi vài ba tay á. Sau đó là mình sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết nhất để bạn hiểu các bạn nhé. Quá chuẩn chỉ luôn. Đấy, tại vì sao mà tay bây giờ mình lại bẻ xỉu mà gọi là bẻ đây thì các bạn nhìn thấy nhá, nó đang đi chủ yếu là cầu đôi và trước đó thì nó đi hai cái bệt khá là dài, bệt xỉu này 5 ván, bệt tài thì lên tới là gì 9 ván. Thế nên là bây giờ cái cầu của nó thì mình nhận định rằng là gì, chủ yếu là cầu ngắn. Thế nên là mình mới bẻ xỉu ở tay ban nãy. Mình bẻ xỉu tay đầu tiên là thua 2M. Tay tiếp theo mình bẻ là gì, mình tăng lên thành 3M. Đấy, bởi vì mình biết là nó sẽ về mà. Thế nên mình đương nhiên mình sẽ phải tăng lên. Rồi thì ở đây các bạn nhìn thấy nhá, mình thua là thua 2M, nhưng mình thắng được 2M8. Vậy là mình vẫn lãi được 850. Đấy, lãi được 850. Thì đối với tài xỉu này nhá, nó sẽ có những dạng cầu như sau. Thứ nhất là dạng cầu bệt. Thì những người nào khoái bẻ, tức là những người nào mà hay bẻ cầu ấy, thì nên tránh những dạng cầu bệt ra. Chứ còn mẹ mình đã hay bẻ rồi mà lại còn gì, mà lại còn gặp cái dạng cầu gọi là dạng cầu bệt nữa, thì cũng mà bẻ đến Tết cũng không win đúng không? Hoặc là gì, có win nhưng mà lại kiểu mình đánh hai ba tay ấy thì mới win được một tay. Đấy, bởi vì nó cứ đi theo kiểu bờ ba như này này, cầu ba như này hoặc cầu đôi như này thì cứ hai ba tay mới win được một tay. Chứ còn nếu nó đi như cầu một mãi thì không thể nào mà nó đi cầu một mãi được. Đấy, ít nhất thì nó chỉ đi tầm khoảng 6 tay thôi, cầu một nhé, nó đi tầm khoảng 6 tay thôi. Còn những người mà theo bệt nhá, hay theo bệt, tức là hay đi theo bệt đấy mà lại gì, mà lại gặp cầu một thì bạn phải lé những cái dạng cầu một đó ra. Đấy, thì nó cũng ngược lại so với những người đi 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 cầu bẻ mà lại gặp cầu bệt đấy, thì nó chung nó ngược nhau đấy. Thì đấy là hai dạng cầu nhá. Rồi dạng cầu thứ ba đó chính là dạng cầu đi theo kiểu dạng cầu đôi như này. Đấy, 3-3 hoặc là 2-2 hoặc là 4-4 gì đó. Đấy chính là cái dạng cầu gọi là dạng cầu kiểu như dạng cầu đối xứng. Và có những cái dạng cầu đi cầu tam giác này, tức là 1-2-3, sau đó lại gì 2-1. Đấy các bạn hiểu không? Đây này 1-2-3 nhá, sau đó lại 3-2-1 đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy là dạng cầu đối xứng. Thì đối với dạng cầu đối xứng đấy ấy, thì những người nào mà đa nghi, tức là gì, tức là sợ nhà cái nó lừa, kiểu là hay nghĩ ngợi hay sợ nhà cái nó lừa ấy, thì nên đừng nên theo những dạng cầu như thế. Đấy, đừng nên theo dạng cầu như thế mà các bạn lên bẻ nhá, lên bẻ. Chứ còn mẹ đang gặp cái dạng cầu mà nó đi khá là đẹp như vậy mà mình lại cứ nghi rằng là nhà cái nó lừa thì là các bạn sẽ là gì, bị mất tiền. Đấy, lưu ý cho mình. Rồi ok, ở đây thì mình đã bắt cầu một quá chuẩn luôn rồi các bạn nhá.
Đó, thì nãy giờ mình đánh là ba tay thì mình đã húp đi được bao nhiêu? Húp được khoảng 2m các bạn. Đã húp được khoảng 2m rồi. Nên 58m. Chỗ này thì mình cũng chưa chắc rằng là nó sẽ đi cầu một đâu. Các bạn ạ, chưa chắc nó sẽ đi cầu một. Khi mà mình chưa chắc chắn thì tốt nhất mình nên nghỉ nhá. Đấy, tay này mình sẽ dừng một chút. Dừng một chút để xem nào cầu đi như nào á, rồi mình mới vào. Đó, nói chung là bộ môn tài xỉu này thì mình luôn phải dùng những cái tất cả những cái gì mình có vào để mình kiếm lãi. Chứ còn các bạn chơi mà theo theo dạng giải trí được thì ok, được thì ăn, không được thì coi như là không sao ấy. Thì thế là các bạn chơi giải trí thì nói chung là nó nhẹ nhàng đó. Còn mình chơi là gì, mình kiếm lãi thì nó phải là gì, nó phải cực kỳ là cẩn trọng. Thấy chưa, mình bảo ngay mà nó chưa chắc nó đã đi cầu một đâu mà lại đấy nhá, nó đi lừa đấy các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đợi tay này thì nếu mình đoán không nhầm là nó sẽ đi cầu 3-1-1-3. Đó, tức là nó đi 3 xỉu để đối xứng 3 tài bên đây. Rồi ok, thì có lẽ là mình sẽ chốt lãi ở 58m các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ vào lốt cái tay này đi. Vào 51 ngàn. Được thì ăn, không được thì nghỉ các bạn. Mình sẽ vào 51 ngàn nhé. Được thì ăn, không được thì nghỉ. Xem nó cầu kéo đi như nào. Nếu bạn muốn chơi 68 cái bài thì click vào đường link mình để phần mô tả các bạn nhé, để bạn tải app. Còn video này thì con em mình sẽ đánh nốt tay này, mình sẽ dừng. Ok, mở bát xem nào. Xem nó tay này có win không? Có đúng như mình dự đoán không? Úi giời, quá chuẩn luôn các bạn nhé. Nó đúng là đi cầu 3 để đối xứng với tài 3 tài bên đây này. Quá chuẩn chỉ luôn. Ok, thì ở đây mình sẽ tạm dừng cái video tại đây các bạn nhé.